trùng kết hợp với trứng tạo ra một sinh mạng sống. Nhưng tinh trùng tiến lại được gần trứng chính là nhờ có canxi cung cấp năng lượng để di chuyển. Nhiều nhà khoa học không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng phần đầu của nhiễm sắc thể nằm trong tinh trùng có mang một tinh thể do canxi tạo thành. Khi tinh trùng tiến đến gần tế bào trứng, chính nhờ có tinh thể mà lớp màng của tế bào trứng bị phá vỡ và tinh trùng chui vào được. Quá trình thụ tinh diễn ra trong chốc lát. Đồng thời, làn sóng do canxi tạo thành cũng chuyển động chung quanh tế bào trứng và được gọi là dao động canxi. Các bạn hãy nhìn kìa, dao động canxi đang phát huy tác dụng kích hoạt tế bào trứng, làm cho trứng được thụ tinh. Một cơ thể sống dạng phôi thai đã bắt đầu. Từ đó có thể thấy canxi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tình dục và hoạt tính của tinh trùng, dẫn đến không có thai.